trong cái thời đại số hóa mà robot rồi tiền số rồi giao dịch trực tuyến nở rộ như hiện nay, cái việc mà trang bị cái kỹ năng để mà công chúng, những người dân có thể không bị lừa bởi những cái thứ nó gọi là số hóa, nó gọi là trí tuệ nhân tạo, nó có thể gọi là 4.0, và nó còn thêm thêu dệt thêm vào đó những cái thứ mà như kiểu là kiếm tiền thực sự là rất dễ dàng trong cái câu chuyện mỗi ngày, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ngồi trước màn hình, anh chị chỉ cần gõ vài dòng lệnh, gõ vài cái lệnh mua và bán thì có thể kiếm được 40-50 triệu mỗi ngày bằng một cái số vốn cũng rất là nhỏ luôn, cũng vài chục triệu thôi. Nên hay chăng thì nhà nước, chính phủ và các cơ quan chủ quản cần phải đề cao hơn nữa cái câu chuyện là cái việc mà trang bị cái kiến thức về tài chính, về quản trị tài chính, cũng như là những cái vấn đề liên quan tới câu chuyện làm rõ hơn cái việc có thực sự là kiếm tiền dễ dàng như thế hay không, và hãy coi cái câu chuyện đó như là một cái chương trình phúc lợi cho xã hội. Cũng giống như câu chuyện bình ổn giá, cũng giống như những cái câu chuyện như là trợ cấp về giáo dục hay là miễn học phí cho các cấp, thì cái câu chuyện đưa cái giáo dục tài chính vào trường phổ thông, hoặc là có những cái kênh, có những cái diễn đàn, có những cái hoạt động bổ túc kiến thức tài chính, quản trị tài chính cho dân chúng, cho đại bộ phận những người hiện nay thực sự là có cái khao khát của câu chuyện là kinh doanh và làm giàu, khao khát trong cái câu chuyện là kiếm tiền để phục vụ cái đời sống của cá nhân, của gia đình, và qua đó thì thúc đẩy cái sự phát triển của xã hội, thì phải được giáo dục nhiều hơn, phải được chia sẻ nhiều hơn, phải được bổ túc nhiều hơn về các cái kiến thức quản trị tài chính, và phải hiểu hơn ai hết rằng là việc kiếm tiền có thực sự dễ như những cái lời chào mời mà trong thời gian gần đây rất rất nhiều các cái cơ quan, các cái đơn vị cả về được phép hoặc là không được phép đang chào mời qua điện thoại, đang đưa ra những cái chương trình quảng cáo phi thực tế. Cái phần mà rủi ro thì không nói, nhưng cái phần lợi ích thì nói hơi nhiều, và có phần là không đúng với những gì mà thực tế của câu chuyện kiếm tiền trực tuyến mà chúng tôi sẽ chia sẻ và sẽ trao đổi với anh chị và các bạn. Thì có vài cái vùng mà chúng ta cần phải quan tâm như thế này. Với cái câu chuyện mà mở một cái tài khoản nước ngoài, và gần đây thì chúng tôi hay nhận được những cái cuộc điện thoại kiểu như là alo, em xin được giới thiệu, em là nhân viên của công ty gọi là chứng khoán quốc tế, em xin được gửi một số cái tài liệu tới anh chị và các bạn vào cái số Zalo mà đang gọi này, có được không? Đây là một món quà mà bọn em muốn gửi tới anh, tới chị, để anh chị và các bạn có thể dễ dàng kiếm tiền trong cái thời gian mà rảnh rỗi tại nhà. Thì cái lời chào mời như thế thì thường xuyên được đưa ra cho rất nhiều anh chị và các bạn, và được gọi trực tiếp vào số điện thoại. Không rõ là họ lấy những số điện thoại ở đâu, nhưng mà cái câu chuyện này nó làm dấy lên một cái hồi chuông cảnh báo rằng là công ty, những cái hoạt động về tài chính ở trong nước, ví dụ như đầu tư chứng khoán ở trên sàn chứng khoán Việt Nam, cũng còn rất nhiều những vấn đề cần phải bàn cãi, cần phải chia sẻ, cần phải tranh luận, cũng như là sẽ chia các cái kiến thức về quản trị rủi ro, thì lại đang mọc ra những cái câu chuyện như là tiền số, ví dụ như là đầu tư Forex rồi đầu tư chứng khoán quốc tế, kiểu như là mua cổ phiếu của Apple, của Facebook ở trên thị trường chứng khoán Mỹ chẳng hạn. Đó là những lời chào mời, và họ nói rất nhiều những câu chuyện mà ngoài cái hiểu biết của rất nhiều đại bộ phận dân chúng không hiểu về cái câu chuyện đầu tư như thế nào, nhưng mà chỉ vẽ ra những cái kết quả thành công của quá khứ, ví dụ như là Facebook lên sàn rồi tăng giá như thế nào, ví dụ như là Apple lên sàn rồi tăng giá ra làm sao, và nếu như là cách đây 5 năm, 10 năm mà nếu đầu tư vào những cổ phiếu này thì sẽ lợi ích ra làm sao. Cái phần mà cái việc mà nhìn nhận vào cái quá khứ của một cái chu kỳ tăng giá của một cổ phiếu là đại diện tiêu biểu cho một cái sàn chứng khoán thì nó đã diễn ra rồi thì nó rất dễ, nhưng còn cái câu chuyện mà kiểm soát đầu tư hiện nay cho tương lai
thì là một câu chuyện thực sự là bài toán mà chúng ta cần phải được trang bị về kiến thức tài chính, cũng như là trong cái quá trình mà tham gia đầu tư với các cái sàn chứng khoán quốc tế, đầu tư vào chứng khoán của nước ngoài thì nó lại còn tồn động và phát sinh những cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện đó là quản trị cái dòng tiền của chúng ta đem góp vào các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị là đang được chào mời là cái tổ chức trung gian để giúp chúng ta có thể nhanh chóng kiếm tiền. Dễ như vậy thì tại sao họ không bỏ tiền của họ ra họ làm mà họ lại đi chào mời anh chị? Cơ hội đơn giản và nhiều những cái cơ hội thành công gọi là chắc thắng như thế thì tại sao họ không làm mà họ lại làm những cái câu chuyện là đi tuyển nhân viên rồi sau đấy gọi điện chào mời, giống như kiểu như là kinh doanh bất động sản của Alibaba gần đây đấy. Rất nhiều nhân viên của Alibaba gọi là khủng bố số điện thoại của anh chị và các bạn, gọi điện liên tục về những cái dự án gọi là chắc thắng hoặc là những cái dự án mà gọi là có thể tăng giá ngay lập tức, ví dụ thế. Thì trên thế giới cũng đang, ở Việt Nam cũng đang hình thành những cái mô típ kinh doanh kiểu na ná và đại loại như cái kiểu là thúc đẩy anh chị và các bạn vào những cái thương vụ này. Thì cái câu đầu tiên mà khi tôi nhận được cuộc điện thoại thì tôi cũng xin được sẻ chia với anh chị và các bạn một vài cái chia sẻ của cá nhân khi tiếp những cái người gọi là người nhân viên về cái lĩnh vực này. Tôi sẽ hỏi người ta ba vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất đó là cái khi mà tham gia cái lĩnh vực này thì tài khoản của anh được mở trực tiếp ở các công ty chứng khoán của Singapore, của Nhật Bản, của Mỹ. Và bên em là đơn vị trung gian ăn phí làm công thay cho anh, là cái câu chuyện là làm passport hoặc là đem hộ chiếu của anh đi nước ngoài để mở cho một cái tài khoản. Sau đó thì anh sẽ trực tiếp chuyển tiền vào các ngân hàng lớn như là Standard Chartered hay là ví dụ như là ANZ hay là một số ngân hàng của quốc tế để liên thông với cái tài khoản chứng khoán tại nước ngoài. Sau đó thì anh có thể chủ động đặt lệnh giống như đặt lệnh mua bán chứng khoán Việt Nam, rồi mua Apple, rồi mua Facebook, rồi mua Amazon, rồi mua những cái công ty của nước ngoài. Hay là anh sẽ đóng tiền vào tài khoản trung gian là của công ty bọn em để bọn em gọi là đứng vai trò là đơn vị trung gian mua bán giúp cho anh. Rồi sau đấy cái gọi là cái cổ phiếu anh có được thì sẽ ký gửi ngay ở bên công ty bọn em. Thì phần lớn các câu trả lời là đều là ở câu chuyện đó là sẽ đóng tiền vào công ty bọn em. Vậy thì tôi mới hỏi câu tiếp theo là vậy công ty bọn em là công ty gì? Thì là các bạn ấy nói rằng là công ty đầu tư tài chính quốc tế. Thế thì tôi mới hỏi tiếp là vậy pháp nhân của bọn em thì như thế nào? Thì các bạn ấy không trả lời được. Và rất nhiều những cái trường hợp là tôi sẽ hỏi thêm là trong trường hợp mà anh vẫn sẵn sàng đóng thì cái câu chuyện mà khi mà cái rủi ro xảy ra hoặc là bọn em đóng tiền vào tài khoản bọn em nhưng mà bọn em không mua mà bọn em ôm luôn, tức là giống như là chủ đề ấy, chủ lô chủ đề, bọn em không mua bọn em ôm luôn, lời thì bọn em bù cho anh mà lỗ thì bọn em chịu. Rồi đến một cái lúc mà cái rủi ro diễn biến thị trường của thế giới nó có vấn đề, rồi bọn em ôm lệnh như thế thì gặp phải những cái câu chuyện thua lỗ rồi phá sản, rồi anh tìm ai để mà lấy lại tiền. Cũng giống như câu chuyện mà Bitcoin mấy năm vừa qua thì có một số cái công ty mà mở ra theo cái kiểu là hòa rô các cái nhà đầu tư góp vốn vào, sau đấy thì ông cái người chủ của doanh nghiệp bùng đi nước ngoài, sau đấy có những cái người nhân viên thì đưa ra một cái thông báo là chúng tôi đã mất liên lạc với chủ gọi là chủ tịch của doanh nghiệp và mất trắng những cái khoản tiền. Thì liệu có trường hợp đó xảy ra không? Thì đặt ra vài câu hỏi như thế thì chúng ta thấy được rằng là cái người nhân viên nó thì cũng không nắm rõ. Nhưng qua cái câu chuyện đó thì chúng tôi cũng chia sẻ với anh chị và các bạn đó là cái việc mà giữa câu chuyện là một cái doanh nghiệp, một cái đơn vị được cấp phép để tham gia đầu tư mua bán trên thị trường chứng khoán, tôi đang nói là ở Việt Nam thôi, còn ở thế giới thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mập mờ giữa việc là chúng ta trực tiếp mở tài khoản ở nước ngoài để mua bán chứng khoán hay là chúng ta qua trung gian, và trung gian đó thì cái độ tin cậy thế nào, ai, đơn vị nào là đơn vị đứng ra làm cơ quan chủ quản hoặc là bảo vệ cái lợi ích và cái quyền lợi của nhà đầu tư. Thì đó là những cái câu hỏi mà được đặt ra và được cần phải được làm rõ. Ngoài ra thì trong một số trường hợp thì cũng được gọi là pháp luật quy định về cái câu chuyện cho phép về đầu tư, ví dụ như là đầu tư chứng khoán Việt Nam cũng chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là đầu tư vào tiền
forex vào tiền, vào những và cũng có một số những cái công ty trong số đó thì có uy tín trên thế giới, họ là đại diện, là pháp nhân, mặc dù là họ không được cấp phép theo kiểu là Việt Nam chỉ rõ nét, nhưng mà họ vẫn là những cái pháp nhân được nước ngoài đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam, thì họ cũng làm ăn đàng hoàng. Nhưng họ bỏ qua với anh chị và các bạn một cái vấn đề rất quan trọng, và nó là vấn đề trọng lõi trong cái quá trình đầu tư trên thị trường gọi là trực tuyến, đặc biệt là cái câu chuyện quản trị rủi ro. Thì họ chỉ cần bảo là anh chị chỉ cần bỏ vào 100 triệu, 200 triệu thì hoàn toàn có thể ngày kiếm được vài chục triệu. Đúng là như thế. Lý do tại sao lại như vậy là bởi vì một số cái kênh đầu tư trực tuyến, và đặc biệt là trong cái thị trường FX, tức là thị trường Forex, hoặc là đầu tư vào tiền số, hoặc là đầu tư vào thị trường chứng khoán quốc tế, thì có một cái đặc điểm khác biệt so với chứng khoán Việt Nam là chúng ta, cơ quan chủ quản của chúng ta quản lý với cái tỷ lệ margin và tối đa là 1-1, tức là có một đồng vốn thì cho vay một đồng vốn thì để giao dịch. Thì về một cái góc nhìn, về cái góc độ quản lý thì ẩn chứa trong đó thì các cơ quan nhà nước đã quản trị một phần cái rủi ro cho anh chị rồi. Nhưng các cái thị trường tài chính trên thế giới thì họ không làm chuyện đó. Họ không có giới hạn về câu chuyện gọi là cho vay margin như thế nào, và hoàn toàn tùy thuộc vào các cái doanh nghiệp tham gia thị trường. Các doanh nghiệp chủ động quản trị trong cái câu chuyện cho vay, và cái việc mà đòn bẩy margin đôi khi nó có thể gấp 20, 30, thậm chí đến 50 lần so với cái vốn của anh chị có. Từ đó thì khi mà anh chị và các bạn bỏ vào thị trường này, tham gia với những doanh nghiệp đủ tin tưởng đi, tôi đã giả định là đủ tin tưởng đi, thì anh chị bỏ vào 100 triệu thì hoàn toàn có thể giao dịch gấp 50 lần đi, thì là anh chị có thể giao dịch lên tới 5 tỷ đồng. 5 tỷ đồng thì rõ ràng nếu anh chị và các bạn dự đoán đúng về cái xu hướng của một cái vấn đề mà anh chị và các bạn tham gia, ví dụ như là đầu tư vào vàng, tài khoản, ví dụ Forex này, là ngoại hối này, vàng này, hay là tiền ảo này, hay là thậm chí chứng khoán thế giới luôn, mua cổ phiếu Apple hay mua cổ phiếu Amazon gì đó, thì mặc dù cái cổ phiếu này nếu về mặt dài hạn thì nó ta vẫn tăng giá, đầu tư đúng nghĩa thì có khi là không giữ bây giờ mà tương lai có thể ra vấn đề lại lợi ích. Nhưng với đúng cái nghĩa là 100 triệu của anh chị và các bạn đầu tư trực tiếp và mua bán, mở tài khoản trực tiếp ở công ty chứng khoán trên thế giới để mua, thì tôi không nói, tôi không bàn về vấn đề đó. Nhưng ở đây chúng ta sẽ bị không hiểu, và đôi khi là bị lờ đi cái câu chuyện đó là đúng xu hướng thì 5 tỷ đồng của anh chị và các bạn chỉ cần dịch chuyển của cái giá, nó chỉ cần tăng 1% thôi là anh chị và các bạn đã kiếm được khá rồi, 50 triệu rồi. Thì rõ ràng là chúng ta bỏ vào 100 triệu, tỷ lệ đòn bẩy 50 lần, sau đó chúng ta giao dịch với cái khoản tiền là 4-5 tỷ đồng, thì dịch chuyển của giá chỉ cần một chút xíu thôi thì đã đem lại cái lợi ích là mỗi ngày hoàn toàn có thể kiếm được 50 triệu, thậm chí là cả 100 triệu. Nếu tính trên cái vốn gốc là chúng ta lời tới 50%, thậm chí 100%. Nhưng cái điều mà ngược lại thì anh chị và các bạn không nói tới. Tại sao lại có một cái câu chuyện là tiếng teng teng trên thị trường Forex? Tiếng teng teng tức là khi anh chị và các bạn làm theo cái câu chuyện như vậy thì cái xu hướng dự báo thì trong cái kinh doanh về lĩnh vực trực tuyến thì nó hoàn toàn có lúc là nó đội theo cái hướng là thuận, nhưng có lúc nó nghịch, và cái tỷ lệ thuận và nghịch thì nó là 5 năm. 5 năm thì gặp với cái từng trường hợp mà nó nghịch thì cái tiếng teng teng nó sẽ hiển thị lên, là bởi vì anh chị hoàn toàn trong vòng 1 giờ đồng hồ có thể cháy toàn bộ cái tài khoản, và hàng trăm triệu đồng của anh chị và các bạn có thể đi mây về gió. Đó là câu chuyện mà những nhà đầu tư cá nhân ít khi, và thậm chí những người mà ít hiểu biết về lĩnh vực tài chính thì không bao giờ được chia sẻ và trao đổi. Điểm nữa đó là khi mà chúng ta tham gia cái lĩnh vực và tham gia cái thị trường tài chính theo một cái nghĩa gọi là tỷ lệ đòn bẩy cao như vậy, mà chúng ta luôn luôn có một cái gọi là 0.02%, không gọi là 0.2, 0.02 hoặc là 0.2, hoặc là tùy theo những công ty nó gọi là cái phí giao dịch, thì cái việc cái phí giao dịch trên 100 triệu thì nó cực kỳ ít, 0.02 thì nó rất là ít, nhưng vì anh chị sử dụng đòn bẩy tới 20 đến 50 lần thì rõ ràng chúng ta sẽ giao dịch lên tới 5 tỷ đồng. Thì anh chị thử nhân dùm cho tôi xem là cái phí mỗi lần mua bán như vậy thì anh chị tốn bao nhiêu, và đơn vị nào hưởng cái đó, thì chính là cái đơn vị làm trung gian cho anh chị và các bạn họ hưởng. Những đơn vị làm gọi là cò môi giới là đơn vị hưởng. Từ đó thì anh chị và các bạn đôi khi có thể là làm gọi là nặng lòng trong cái câu chuyện là học rất nhiều những lớp về phân tích tài chính, về phân tích cơ bản, về phân tích kỹ thuật, học rất nhiều những cái lớp về dạy cách làm giàu, học qua rất nhiều những cái kỹ năng, thậm chí mua những con robot siêu hạng rồi trên thị trường đang chào bán, hoặc là anh chị và các bạn đọc rất nhiều sách,
học qua rất nhiều những cái lớp chuyên nghiệp, thậm chí có những người học tới CMT rồi là CFA level 1, 2, 3, 4, thậm chí là hoàn thành luôn những cái chứng chỉ quốc tế này, nhưng vẫn đầu tư thua lỗ. Là bởi vì anh chị và các bạn không làm rõ những việc chúng tôi vừa nói, không hiểu được về bản chất cái câu chuyện đó là nhiều như vậy, học nhiều như vậy, kiến thức như vậy, nhưng cái thứ mà chúng ta đang dùng đó là đang dùng một con dao cực kỳ sắc bén, đòn bẩy mặc zin tỷ lệ cao, hoàn toàn có thể nuôi cho những cái đơn vị giao dịch trung gian họ những cái hướng lợi ích của anh chị. Anh chị thua lỗ hay không thì phí vẫn là phí, anh chị vẫn bị thua. Và cái phí này là cái phí nhân, gọi là nhân double lần. Khi mà anh chị và các bạn giao dịch 100 triệu thôi, mua Apple, mua Facebook hay là thậm chí mua thì trên thị trường Việt Nam thôi, SSI hay là Vietcombank hay là cái gì đó trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thì anh chị và các bạn chỉ là cái phí trên cái 100 triệu. Nhưng cái câu chuyện của FX, của Forex, giao dịch trực tuyến thì hoàn toàn không hề như vậy. Nó là nhân lên 50 lần cái phí bình thường. Thì 50 lần cái phí bình thường thì anh chị sẽ thấy là ví dụ như bình thường phí của anh chị 100 triệu thì chỉ tốn đâu đó khoảng tầm 20.000 hoặc là 200.000 thôi, tùy theo cái khoản đầu tư, cái tỷ lệ đòn bẩy của anh chị. Nhưng khi mà nhân lên gấp 50 lần thì nó sẽ là câu chuyện là nó đã ngốn cho anh chị khoảng tầm 5-7% cái vốn của anh chị và các bạn rồi. Vì vậy anh chị chỉ cần giao dịch 10 lần thôi là anh chị đã mất vốn rồi. Mặc dù trong khi anh chị giao dịch và dự đoán thị trường ở cái tỷ lệ 5 năm là gần như là gọi là không thắng không thua, tức là gần như anh chị quản trị rất tốt về mặt dự đoán, nhưng mà anh chị vẫn mất hết vốn của mình, là bởi vì anh chị ngốn vào cái phí được nhân lên mức đòn bẩy 20-50 lần. Thân chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một cái vấn đề, một cái chủ đề khác trong thời gian sắp tới. Luôn luôn đồng hành với Thắng ơi, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông để theo dõi và nhận những video miễn phí kịp thời trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.